Bạn đang bí ý tưởng để tạo ra content cho web của chúng ta cho blog hoặc là chúng ta bán hàng chúng ta xây dựng nội dung chúng ta bị bí ý tưởng và chúng ta không có biết viết content như thế nào thì trong video này thế chia sẻ cho các bạn cách chúng ta làm sao dùng AI để giúp cho chúng ta sáng tạo ra content cực kỳ nhanh chỉ cần chúng ta nhập một cái tiêu đề tiếng Anh tiếng Việt hoặc là bất kỳ ngôn ngữ nào nó sẽ tạo ra chúng ta một bài viết cực kỳ hiệu quả như thế này nó có luôn hình ảnh và có luôn bản biểu cho chúng ta chúng ta có thể kiểm soát tất cả những content này và đặc biệt ở đây là nó xuất ra cho chúng ta luôn chuẩn SEO chúng ta chỉ cần yêu cầu nó một lệnh nó sẽ viết cho chúng ta bài có hình ảnh có thông tin như thế này nếu anh chị nào đang có web nếu anh chị nào đang thiếu nhân sự để làm việc này thì cái việc marketing là một cái việc rất là quan trọng đặc biệt là SEO thì chúng ta phải viết content mỗi ngày hoặc là chúng ta duy trì một cái trạng thái đều đặn cho cái blog của chúng ta cho cái web của chúng ta nó phát triển mạnh hơn thì đây là cái cách giải quyết cho anh chị rồi thì trong cái video này mình sẽ chỉ cho anh chị cách chúng ta dùng AI để nhập tiêu đề vào và chúng ta lựa chọn được cái outline của chúng ta chọn ngôn ngữ luôn sau đó chúng ta chỉ cần bấm create thôi nó cho chúng ta lựa chọn tất cả những cái thành phần này và nó chạy cho chúng ta một cái khuôn content xem trước ha cực kỳ nhanh chóng và chuyên nghiệp như thế này và chỉ cần tốn một lít chuột thôi là chúng ta đã tạo ra một content cực kỳ nhanh ví dụ trên màn hình mọi người thấy nó đang tạo cho chúng ta một cái outline 10 cách giúp cho bạn khỏe mạnh mỗi ngày và chúng ta cảm thấy là cái nào ok thì chúng ta giữ lại còn không chúng ta yêu cầu nó viết lại cho chúng ta và tiếp theo mình sẽ yêu cầu nó tạo ra cho chúng ta một cái content đầy đủ có luôn tất cả những hình ảnh ở đây chỉ cần mình ra lệnh một cái thôi là nó sẽ chạy tất cả cho mình Nó thiết kế luôn ảnh nè, nó tạo ra outline nè Và nó viết phần intro, phần giới thiệu, phần thân bài, phần mở bài Để giúp cho chúng ta có một cái bài sale cực kỳ chất lượng, bài SEO cực kỳ giá trị ha Để giúp cho Google đánh giá bài viết của mình chất lượng cực kỳ cao trong cái việc là đưa video của mình lên top Thì như thế này mình đã vừa tạo cho các anh chị xong và anh chị thấy tốc độ viết của nó cực kỳ nhanh ha Nó viết tiếng Việt viết tiếng Anh thì đây là cái cách để giúp cho nhiều anh chị xây dựng được cái content blog phát triển mạnh hơn làm được affiliate làm cho cái việc bán hàng của chúng ta nó trở nên thuận tiện hơn thì chúng ta thấy tốc độ phát triển của AI ngày hôm nay nó đã quá tuyệt vời rồi nếu các bạn không tận dụng nó thì chúng ta sẽ bị tốn rất nhiều thời gian làm thủ công và cái việc làm thủ công của chúng ta nó sẽ bị bí ý tưởng và không có kế hoạch đi đường dài nhưng với cái cách này thì mọi người thấy rằng mình đang à, chỉ cần nhập vào một câu lệnh và các bạn thấy tất cả những hình ảnh nè à, nó viết cho mình luôn ví dụ chế độ ăn uống nè thì nó tạo ra chúng ta một cái tấm hình luôn rồi ok sức khỏe này nó tạo ra chúng ta một cái hình 3D rồi À, tất cả những content ở đây tập thể dục đều đặn này nó viết cho chúng ta giữa cái trường phái không tập và có tập nếu bạn muốn bỏ túi công thức này hoàn toàn miễn phí thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta cùng nhau làm ok let's like go và trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên bấm nút chuông cũng như nút đăng ký để cho mình có năng lượng chia sẻ cho các bạn tất cả những video về SEO về AI cũng như về cách kiếm tiền online nhé bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thôi rồi. rồi ok đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào cái đường dẫn mình để dưới phần link mô tả cho các bạn tiện click vào ở đây chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản miễn phí sử dụng ai này một cách rất là nhanh chóng khu vực này chúng ta sẽ thấy một cái nút đăng nhập vào chúng ta sẽ click vào đây và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng luôn tài khoản email google của chúng ta để chúng ta đăng ký cho nó nhanh chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập như thế này là tài khoản nó sẽ chạy vào bên trong luôn thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta làm sao để viết ra những cái nội dung đăng tải lên trên web để giúp cho chúng ta bán hàng tiếp thị liên kết xây dựng một nội dung chất lượng để giúp cho khách hàng của chúng ta vào web của chúng ta nhiều hơn thay vì chúng ta tạo web và chúng ta không biết chăm sóc thì đây là cái công cụ giúp cho các bạn phát triển được chuyện đó mình có rất là nhiều website kiếm tiền nhờ vào cái việc bán hàng làm SEO và cái việc làm tiếp thị liên kết mình hoàn toàn sử dụng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo như thế này Ok bây giờ làm sao để thực hiện được việc đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta thực hiện nha rồi, trong khu vực này chúng ta sẽ thấy có một cái mục đó là AI viết bài tự động ở phía trên này chúng ta sẽ click vào để chúng ta bắt đầu sử dụng. Đây là cái giao diện cho phép chúng ta nhập thông tin vào. Nếu chúng ta muốn nhập nội dung bài viết phần nào thì chúng ta nhập vào đây và sau đó chúng ta lựa chọn phong cách. À, tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn ngôn ngữ là xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta nhập tiêu đề. Rồi ở đây mình sẽ nhập một cái tiêu đề là 10 cách giúp cho bạn khỏe mạnh mỗi ngày. Chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ đầu tiên đó chính là Create Outline using AI cái cách để chúng ta tạo ra một cái khuôn bài viết bằng trí tuệ nhân tạo và tiếp theo ở đây chúng ta sẽ lựa chọn ngôn ngữ mà chúng ta cần viết nếu các bạn muốn chọn ngôn ngữ thì chúng ta có thể click vào đây để chúng ta chọn trong trường hợp này mình chọn chế độ là việt ngữ tức là tiếng việt sau đó mình bấm vào chế độ create outline và trong khu vực này nó sẽ cho chúng ta những cái phần outline cơ bản để chúng ta xem qua trước ha cái phần nào ok rồi chúng ta sẽ bắt đầu giữ lại nếu chúng ta muốn tinh chỉnh theo cái phong cách thì chúng ta có thể tinh chỉnh ở đây à tự động nè hoặc là cá nhân hóa nè hoặc là một cái người đọc nè tất cả những cái phần thông tin ở đây nó đều cho chúng ta cá nhân hóa hết thì chúng ta thấy đây là 10 cái cách để giúp cho chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày ăn uống lành mạnh nè rồi tăng cường rau xanh nè kiểm soát của phần ăn uống nè thấy không vận động cơ thể nè ngủ đủ giấc nè giảm stress rồi suy nghĩ duy trì vệ sinh cá nhân nè rồi tránh các thói quen có tác hại thì các bạn thấy đây là một cái phần rất tuyệt vời nó cho chúng ta ra những cái phần outline cơ bản như thế này, được chưa? Nếu chúng ta không thích chúng ta có thể click vào đây để chúng ta thêm một cái outline khác, chúng ta có thể thêm một cái outline ở cái phần khu vực này, còn không thì chúng ta có thể sử dụng 100% của trí tuệ nhân tạo AI luôn. Trong cái mục này nó sẽ có cái độ dài, nếu chúng ta muốn tăng cái độ dài của từng đoạn từng đoạn, chúng ta có thể bấm vào khu vực này nó sẽ bắt đầu cho chúng ta lại một cái phần content khác, chúng ta sẽ click vào continue ha. À. Bắt đầu nó sẽ tạo content cho chúng ta và chúng ta sẽ thấy rằng nó cực kỳ nhanh chóng. Ở đây nó sẽ có 3 phần. À, phần đầu tiên là cái phần intro, tức là phần giới thiệu. Chúng ta click vào đây, bắt đầu nó chạy cho chúng ta cái phần giới thiệu đầu tiên. Sau đó nó chạy ra cho chúng ta một lượng content rất là hay. Ở đây là cái đoạn mở bài hay chúng ta gọi là cái đoạn sapo cái đoạn viết content tự động bằng cái cách là nó đẩy hết tất cả những icon vào đây cho chúng ta luôn. À, bạn có thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và không có hài lòng với sức khỏe của mình. Trong cuộc sống bận rộn ngày hôm nay, nhiều người chúng ta đang bỏ qua việc chăm sóc bản thân, dẫn đến hậu quả không mong muốn, sức khỏe và tinh thần của chúng ta sa sút thì mọi người thấy nó viết như thế này. Nếu chúng ta muốn thêm một cái session nữa thì chúng ta có thể thêm vào đây còn không thì chúng ta bỏ đi. Tiếp theo trong cái phần outline này nè, à nó bắt đầu nó có đầy đủ cho chúng ta từng phần, mọi người chỉ cần click vào đây thôi là nó sẽ chạy cho chúng ta từng phần để chúng ta quản lý được cái phần đó ha phần nào nó cũng chạy auto như thế này cho chúng ta hết thì mọi người thấy tuyệt vời không ăn uống lành mạnh nè tăng cường rau xanh nè rồi nó ra cho chúng ta từng bảng từng bảng như thế này luôn nha à, rất là tuyệt vời và rất chuyên nghiệp ha đấy rồi ok thì khu vực này mọi người sẽ thấy là nó có đầy đủ hết ở đây chúng ta muốn tạo hình ảnh mọi người click vào đây có một cái mục hình ảnh luôn cho chúng ta nha nó cực kỳ xịn sò luôn hình ảnh tạo cho chúng ta luôn đó mọi người để cho nó chạy nó chạy ở chế độ là generate image nè nó sẽ chạy ra cho chúng ta những tấm ảnh tương ứng với content phù hợp với lại từng nội dung ở đây ha nó hiểu tiếng việt hiểu tiếng anh và hiểu tất cả những ngôn ngữ chúng ta lựa chọn luôn đây mọi người xem nó đang chạy ra cho chúng ta à, mọi người thấy chưa à, nó tạo ra cho chúng ta những cái tấm ảnh icon như thế này rất là đẹp ha rồi tiếp theo chúng ta di chuyển tới phần này và chúng ta sẽ bấm vào cái phần uh, generate session 3 tức là chúng ta có thể chạy một lúc hết luôn cũng được hoặc là chúng ta chạy từng phần như vậy để chúng ta kiểm soát cho nó dễ à mọi người thấy tuyệt vời không một là chúng ta bấm chạy từng phần hai là chúng ta bấm vào chữ generate on à, ở trên này nè nó có chữ generate on này mọi người thấy chưa trên nút trên này nè chúng ta tạo một lần là tạo toàn bộ tất cả những content này luôn ha à, một cách cực kỳ nhanh chóng đó mọi người thấy quá tuyệt vời chưa rồi nó cho chúng ta ra cái hình ảnh này chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy là rất hạnh phúc khi biết được những công cụ như thế này anh em nào làm SEO, anh em nào làm content và tất cả những chị em nào đang phát triển blog gặp được cái video của mình chắc chắn mọi người sẽ có một cái góc nhìn rất khác và chúng ta cảm thấy là đây là một cái may mắn khi mà AI trong cái thời đại bây giờ nó đã cập nhật rất là nhiều cái cách hay ha. Đó mọi người thấy chỉ cần chúng ta vừa nói xong là tất cả những hình ảnh này nó đã chạy cho chúng ta luôn. Rồi, nếu chúng ta không muốn chạy từng phần từng phần như thế này thì mọi người có thể thấy cái nút generate on nè. À thì chúng ta click vào đây thì tất cả các phần này nó đều chạy hết toàn bộ cho chúng ta. Đó, mọi người thấy ở trong khu vực này nó bắt đầu nó chạy cho chúng ta từng phần từng phần như thế này. À cực kỳ hay luôn. Đó mọi người thấy chưa? Hình ảnh hay là tất cả mọi cái nó đều bắt đầu chạy cho chúng ta một cách rất là linh động ha. Việc này nó sẽ giúp cho anh chị tiết kiệm siêu thời gian và giúp cho chúng ta xây dựng content mỗi ngày và không bị kiệt sức nữa. Trước đây chúng ta thuê nhân sự, nhiều khi nhân sự của chúng ta viết content chúng ta không kiểm soát được. Nhưng ngày hôm nay, ha, à, tất cả những cái phần này nó đã hỗ trợ cho chúng ta. Việc làm như thế này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng nội dung tốt hơn và chúng ta bán hàng mỗi ngày. Nó sẽ có một cái lượng khách vào tuyệt vời hơn. Rồi, ok. Thì mọi người thấy cái số lượng ký tự này nó sẽ nhảy lên. À, bao nhiêu ký tự nó sẽ nhảy lên trong khu vực này cho chúng ta luôn đó anh chị thấy rõ ràng là một điều tuyệt vời chưa và đến khi nào nó dừng lại là chúng ta đã có được một cái blog chúng ta chỉ cần xúc nó ra thôi là chúng ta đã có được một à, một bài viết cực kỳ chuyên nghiệp Ok như vậy là anh đã vừa chạy xong cho chúng ta ra 5.000 ký tự ha cực kỳ nhanh chóng và đầy đủ chi tiết từng phần từng phần như thế này cho chúng ta từ phần sabo đoạn giới thiệu cho tới phần outline của nó nếu cái đoạn nào chúng ta cần chỉnh sửa chỉ cần chúng ta click vào đây chúng ta có thể rút ngắn nó lại nè, rồi chúng ta có thể yêu cầu nó tạo cho chúng ta một hình ảnh mới. tất cả hình ảnh thông tin nó đã đều tạo cho chúng ta một cách rất là nhanh chóng và chuyên nghiệp. chỉ cần chúng ta biết cái cách này thôi, chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, không cần chúng ta tốn quá nhiều công sức nữa. ví dụ như ở phần kết thúc nè, phần đây là phần kết thúc này, chúng ta bấm vào đây chúng ta xem nó sẽ tạo ra chúng ta những cái hình ảnh icon như thế này. nếu chúng ta không thích sử dụng ảnh này thì chúng ta có thể click vào đây yêu cầu nó tạo lại cho chúng ta một tấm ảnh mới. ha nó có cái biểu tượng này, nó yêu cầu chúng ta thay đổi thì Chúng ta có thể thay đổi lại content ở đây. Rồi việc của chúng ta bây giờ nếu chúng ta muốn xuất ra chúng ta bấm vào export block nè. Nó sẽ tạo ra chúng ta một cái content cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp như thế này. Chúng ta có thể xuất ra được file PDF luôn để chúng ta xem trước ha. Hoặc là chúng ta copy. Nó cho phép chúng ta copy vào và để chúng ta pass qua. Thì như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành một cái... À, bài viết cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp chúng ta xuất cái thằng này ra chúng ta bấm vào download thì nó sẽ xuất ra cho chúng ta một cái nội dung rất là chất lượng để giúp cho chúng ta lấy content này phát triển ha đây mình xuất ra và sau đó mình mở lên cho các bạn xem à như thế này là chúng ta đã có một cái bài viết rất là chuyên nghiệp đầy đủ 10 cách để giúp cho bạn khỏe mạnh nó có luôn bản biểu nè rồi nó có luôn content nè hướng dẫn nè tất tần tật hình ảnh nè mọi người thấy quá chuyên nghiệp chưa như thế này thì tất cả chúng ta đều có cái cơ hội như nhau để giúp cho chúng ta kiếm được khách hàng và chúng ta bán hàng tốt hơn xây dựng content tốt hơn cho web của chúng ta như vậy là thế đó vừa chia sẻ cho các bạn cách chúng ta tạo ra một cái nội dung viết seo trên blog của chúng ta trên mạng xã hội hoặc là những cái nền tảng website như vậy chúng ta sẽ rút ngắn thời gian làm việc hơn và tăng được cái khả năng sáng tạo mỗi ngày và chúng ta duy trì được cái lịch đều đặn của chúng ta cho cái việc seo nó lên top tốt đẹp hơn xin chúc anh chị sức khỏe và thành công trong cuộc sống hẹn gặp lại anh chị trong những chuỗi video tiếp theo và nếu anh chị thấy video hữu ích thì đừng quên bấm vào nút chuông cũng như nút đăng ký để khi mà mình ra video mới anh chị là người cập nhật mới nhất nhé nếu anh chị muốn có một cái kênh youtube phát triển nếu anh chị muốn có một cái người cầm tay chỉ việc cho chúng ta nếu muốn học những cái công thức về ai để tận dụng cho cái việc sáng tạo content của mình sâu hơn nữa thì mọi người có thể tham gia vào cái khóa học chuyên sâu của mình với một cái mức chi phí cực kỳ rẻ luôn ha thì các bạn có thể click vào đường link phía dưới tham khảo khóa học để chúng ta ha, có thể tham gia vào đội ngũ của mình để được hỗ trợ nhé xin chào và xin gặp lại mọi người trong những video tiếp theo xin cảm ơn